Xin chào các bạn đến bên kênh YouTube Bố Cùng Mông. Theo một cái đề nghị của một khán giả của kênh YouTube Bố Cùng Mông thì bạn nên có nhờ mình là đo cái thể tích cốp xe của chiếc xe VinFast Fadin. Thì hôm nay mình sẽ làm video nói về cái thể tích cốp xe của chiếc xe VinFast Fadin. Trong nội dung hôm nay thì mình cũng giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm mà mình cũng đánh giá là nó tương đối hữu ích trên xe ô tô, đó là máy hút bụi cầm tay cho xe ô tô. Cái máy hút bụi cầm tay ở đây thì mình mua ở trên Shopee. Trị giá của nó là 289.000, 290.000 bao free ship, mình ship đến cơ quan luôn. Cái sản phẩm này khi mà mua thì nó gồm có một cái máy hút bụi, chiều dài nó khoảng, cái này nó khoảng 25cm, công suất của nó là 120W, và bao gồm một sợi dây sạc. Cái này thì chúng ta phải dùng cái củ sạc có sẵn của mình. Mình đây hiện tại mình đang dùng cái sạc của chiếc điện thoại của mình, và một cái đầu nối dài ống hút, hai cái đầu nối dài ống hút này, và một cái khăn. Đấy, sản phẩm máy hút bụi mà mình mua trên Shopee thì nó gồm các cái phụ kiện như thế. Thì bây giờ mình sẽ hút thử cho các bạn xem nhá. Cái này, cái máy hút bụi cầm tay này theo mình thì rất tất tiện, vì không phải lúc nào chúng ta cũng ra đi rửa xe chúng ta cũng hút bụi được. Ví dụ như đi chơi đâu đó mà trên xe, nhất là nhà mình có các bạn nhỏ ấy, các bạn ấy hay ăn uống trên xe, những cái đồ ăn bim bim biết gì nó dây ra, nó văng vãi ra, thì chúng ta cũng có thể hút được. Hoặc là mình đi đâu chơi về, hoặc là mình đi đâu chơi mà chờ dép nó có dính bụi với đất đấy, nó bẩn, làm bẩn xe, thì chúng ta cũng dùng cái này chúng ta hút được. Cái công suất hút của cái máy này nó cũng tương đối các bạn ạ, mình nó hút tương đối mạnh đấy. Đây ví dụ như mình, xe mình thì đang bị dây cà phê ra xe. Đấy, cà phê nó đang, hôm nãy mình đổ cái cà phê vào trong túi, nó dây ra rất nhiều, nó văng ra rất nhiều. Thì bây giờ mình sẽ hút thử cho các bạn xem nhé. Đây bây giờ mình sẽ rắc thêm một ít nữa vào. Mình rắc thêm, đây cà phê của mình rắc thêm ở trên xe cho các bạn xem, rồi mình hút cho các bạn xem. Xem cái khả năng hút của nó như thế nào nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ vãi vãi ra tí cho nó bám trên cái thảm này, rồi mình hút cho các bạn. Nãy thì mình cũng có làm văng ra ghế, bây giờ sẽ hút cho các bạn xem. Đấy, rất là tiện. Đối với ghế da thì hút thì nó tương đối là dễ, vì mặt nó phẳng, nó không có bám. Nhưng trên thảm nỉ thì như thế nào? Đấy, này. Chỗ này nó hơi hẹp. Những cái chỗ hẹp thì cái máy này nó có cái đầu nối dài, các bạn lắp cái đầu nối dài vào, chúng ta hút thì nó cũng dễ đấy. Các bạn thấy không? Sạch không? À, còn nối đây. Còn ở trên đây. Sau khi hút một thời gian này, chúng ta tháo cái này ra, chúng ta tháo cái bộ, cái chỗ đầu hút này ra, chúng ta đổ bớt đi để chúng ta hút tiếp. Mình vừa rồi mới giới thiệu các bạn cái một cái sản phẩm theo mình đánh giá nó là rất hữu ích trên chiếc xe ô tô. Các bạn cũng nên sắm một cái để chúng ta cần những cái lúc mà cần về cái xe nó bẩn quá, chưa đi rửa được, chưa ra cái tiệm rửa xe để hút cho nó sạch được, thì chúng ta có thể dùng tạm cái này. Nó hút tương đối sạch đấy các bạn ạ. Này, cái bã cà phê mà mình vừa mới đổ ra nó hút hết đấy. Cái bã cà phê, cái cà phê, nó cà phê xay nó tương đối là mịn mà nó hút hết được, trên mình đổ ra thảm nó hút hết được, chứng tỏ là công suất của nó cũng khá là tốt đấy, cái lực hút khá tốt. Thì bạn nào chưa có cái máy hút bụi thì cũng nên sắm cho mình một cái để trên ô tô, nếu mà lúc đi đâu cần thì chúng ta làm vệ sinh ngay tại chỗ được. Cái nội dung của video nội dung thứ hai của video này là mình với các bạn sẽ cùng đo xem cái thể tích của chiếc xe VinFast Fadin nó là bao nhiêu thể tích cốp xe. Thể tích cốp xe theo như công bố của nhà sản xuất thì nó cũng loanh quanh khoảng, mình đọc mình nhớ không nhầm thì nó khoảng hơn 200 lít. Nhưng mà tuy nhiên là đọc cái thể tích 200 lít thì nhiều bạn cũng chưa hình dung ra được cái kích thước của nó như thế nào. Thì mình hôm nay mình sẽ làm clip mình đo cho các bạn cụ thể trong chiều dài, chiều rộng, chiều cao của cái cốp xe này nó là bao nhiêu.
ngang của cốp xe Fadin thì nó khoảng là 95 cm các bạn nhé. Và chiều rộng lúc nãy mình đo nó là 50, chiều rộng là 50 cm. Còn chiều cao mà tính đến cái mặt để đồ này này thì nó là 50. Thì như vậy chúng ta nhân chiều dài, chiều rộng, chiều cao vào thì nó khoảng 237 lít. Bây giờ thì mình sẽ để hai cái vali này. Đây là hai cái vali mà mình thường hay dùng để đi du lịch và về quê. Một cái là vali cỡ nhỏ. Cái vali này là hàng có thể xách tay trên máy bay được các bạn nhá. Và đây là cái vali của trẻ em, bạn bé nhà mình. Thì mình sẽ xếp thử xem nó có vào vừa hai cốp xe này không. À, vào cái vừa cốp xe của Fadin không. Đấy. Đấy, cốp xe của Fadin thì để được hai cái vali như thế này. Kích thước của nó thì mình để trên màn hình để các bạn xem nhá. Và vẫn còn thừa một khoảng, xem nó bao nhiêu phần nào. Vẫn còn thừa một khoảng hơn 10 phân nữa. Thì các bạn có thể để một cái ba lô nhỏ ở đây nữa. Cái khe này chúng ta có thể để một cái ba lô nhỏ. Một chuyến du lịch của nhà mình thì và về quê thì mình sẽ thường là sử dụng hai cái vali này. Chuyến du lịch của mình đi xa nhất là đi Mù Căng Chải đấy. Đợt trước mình đi Mù Căng Chải, mình cũng dùng hai cái vali này thôi. Nhà mình có 3 người, 2 người lớn và 1 trẻ em. Đối với nếu mà chúng ta để cái vali cỡ trung ấy, tức là vali nó thường nó có ba cỡ là cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ to. Thì có một lần mình để cái vali cỡ trung là vừa gần bằng cái chiều cao. Chiều cao thì gần bằng cái chỗ mặt của cái để đồ này. Và chiều dài thì nó cũng phải ra đến đây. Thì nếu mà để vali cỡ trung thì cốp xe Fadin chỉ để được một chiếc thôi. Mình vừa làm cái video thứ nhất là review cho các bạn một cái sản phẩm, đó là máy hút bụi cầm tay dùng cho ô tô mini. Và thứ hai là đánh giá cái khoang cốp của chiếc xe VinFast Fadin. Các bạn xem kênh của mình mà thấy cái chia sẻ của mình hữu ích thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video này.